Cái này khác rồi, ta chưa cắt. Cái này cũng đã đỡ rồi. Giá này thì giờ tính Tết là món nó sẽ đẹp. Hạn chế nước nữa là hết chắc. Không hạn chế được. Cứ đeo bao tay có khi là lâu cái mồ hôi. Mồ hôi nó tôm ra. Phải cởi ra rồi bận cái khác. Nó mới đỡ được, còn nó được cái bọc lần hoài là nó hẹp lại. Đây coi ai hôm bữa kêu là dưỡng móng cho đẹp mà ngồi xuôi đây nè. Ai ta? À, bà tìm bán cá. Móng cho đẹp ngồi xuôi. Thì bà bán cá mà cái tay bà cũng bị nấm á. Rồi xong bây giờ bà nói bà mang bàn tay bà giữ này cho hình như cuối năm hay gì đó. Bà ngồi xuôi cho bàn tay cho nó đẹp. Để bàn tay thấy ghê quá. Bà thiệt. Khi mình lên mông lên bàn, bàn tay mình vậy thấy ghê thiệt ạ. Kiểu như cầm chén, cầm đũa, nhìn cái bàn tay xua da này kia, bắt tay bắt chân gì rồi. Xong rồi chụp hình chụp ảnh rồi chứ. Trao tặng đồ cho con, cho cái nữa đó. Nói chung là mình đưa lên là thấy kỳ kỳ. Dù là có tiền cách mấy đi nữa, nhìn bàn tay nó cũng không sao được. Cũng không có sao nổi. Thiệt luôn hả chứ? Không sao được. Tay mà trắng trẻo rồi móng có bằng cái nọ nhìn nó mới sang được xíu chứ còn không nhìn nó cằn cỗi. Bởi vì cô đi làm hoài là vậy đó. Nhìn thấy đã mình là đã xấu rồi. Thì bởi vậy mình mới sửa đó, mới có tiệm sửa móng này chứ. Nhưng mà làm móng dưỡng móng sửa móng nó khác nha. Còn mà làm móng để cho móng hư là khác nữa. Để nhìn thấy nó tàn phế. Cái do mới quay đây chứ mà quay ngay trang lúc đầu mới lại kìa, nhìn bàn tay này mới thấy sợ. Nè cái móng này nó sắp hết nữa nè. Nó còn hơi nhăn nhăn xíu thôi nè nha. Nó đẩy ra ngoài từ từ là hết hả.
mấy cái đùng đùng này nha, quả hổng nó mềm mềm nha, nó hình thành cái bóng hết ha. Cái này nè, quả hổng là hai cục phé đó, để ý tới nó là biết liền à. Nó cứng từ từ đó. Cái móng này nhớ hôm bữa không? Bữa nó có mấy cái khớp ha, nó hết trơn rồi nè, mừng chưa? Giống nhau ha, nhiều lắm rồi.